Trước thì Maria có bảo mình rồi, Maria có bảo là bác sĩ ơi là ông em của ông Tông ấy là có vấn đề đấy. Mọi người bảo là ông này là ông trộm cắp, ông này ông ở dưới dưới huyện ấy, là ông này từng đã bị đi tù rồi mọi người, ông này đã từng đi. Màn trao tiền nhanh chóng để chúng ta phải đi về thôi mọi người ạ. À, thế là mấy đứa trẻ con hỏi Tông cũng không thèm trả lời mọi người. Thì chắc là có vấn đề thật rồi. Thế là lúc nãy đi đường sang bên này, Antonio cũng có kể là bảo là mấy từ hôm qua là thấy Tông trả lời nghe có vẻ là cũng có gì đấy khác lạ. À, can các thứ thì để lại này, can các thứ để lại nha mọi người. Còn cái giường này thì tất nhiên này, giường này ngày trước các bạn làm thì không bê được giường. Chăm chỉ thế, đem sơn chăm chỉ thế. Rồi, xin chào mọi người. Nhật Sơn thấy vẫn đang làm mà mấy vị này đang ăn. Trên này đông đủ hết rồi mà. Thì các bạn đang gọi ra thêm thì là gọi quản lý đấy. Quản lý Nelson đang ở ngoài, vẫn còn đang ngoài vườn. Anh ora cô đi giang tả. Anh bỏ cả nè, kì. À, Gali nha. Gali. Nossa galo. Ok, xin chào mọi người nha. Galo de. Eu trazer. À, você trazer. Hoje aqui tem festa. Essa. Flora, né? Flora que fica na boca. Ok, xin chào mọi người nha. Quý vị Bonito và Quỳnh Châu Phi đây. Hôm nay xuống cũng ra vào đúng vào giờ các bạn ăn trưa. Hình như là giờ ăn trưa của các bạn ấy là 15 giờ, 15 giờ 30 sao? Tầm tầm đấy mọi người. Hôm nay mấy đứa trẻ con không có đây à? Criança não tá? Não, hoje não estão em casa. Tem dois que acordaram pouco febrados. Então, para não ficar sozinho com febre ali, todos ficaram. Nenhuma escola? Nenhuma. Não, hoje não foram à escola. Não foram. Também motorista ligou primeiro e falou não prepara a criança porque aqui está mal. O clima na escola não estava aí ninguém e estava sempre a chuviscar. E tão tão como? Então, nós até também estamos a perguntar se é como sim, para perguntar se não passaram em casa. Como Maria vem aqui falar, eu sentar aqui falar, eu entender. Vừa đi ở đường xuống, mọi người vừa đi trên đường xuống, ông Antonio ông điện là bác sĩ có tin gì của Tông Tám, sáng Tông Tám có lên trên nhà không? Thấy bảo đâu, đa cù bảo Tông với Tám bê đồ, cuỗm đồ gì đó đi, không biết, không rõ ràng. Em có mù? Em có mặt tình. Đa cù trouxe essa mandioca aqui. A nossa visita aqui é que mandou ele trazer aqui. Ele trouxe. E quando trouxe, perguntou. Ah, você, Antônio, é como o Tom e o Tam já foram embora? Ou disse, foram embora onde? Já foram mesmo de vez? Como? Ah, ele levou com o papata para tirar as coisas. Meteu as coisas com o papata e foram. Mas ele só foi lá com o irmão dele. Tam não foi lá. Tam ficou? Ontem subiram junto na cidade os três, 18 horas. Agora, essa hora, só vi Tom e irmão. Tom e irmão? Sim. E lá receber? E, sim. E vi buscar as coisas deles. Vi buscar as coisas deles. Sim, colchão, panelas. Levar tudo. Agora, não sei se também levaram coisa de tanto ou não. Hoje de manhã? Há pouco tempo, né, mano? Há pouco tempo. Eu fui lá ver os mestres que estão sem a madeira. Vi a moto a entrar. Mas ainda lhes deixei lá. Depois assim que o Daco veio, disse que saíram com as coisas. Aí com o colchão, tudo. Colchão, com tudo, levar na cidade. Sim, já liguei também para a mulher do Tom. Mulher falou com. Tom só chegou, não comprometeu, pegou o colchão, as panelas, prato, meteu, tirou toda a roupa dele, calçado, foi. Também ele estava aí? Também não sabe. Se também foi aonde. A mulher também não sabe. Também não. A mãe dele é aquela Tông, que estava Tông falando. Tông có vẻ là dự tính làm việc lớn, mọi người. Tông chắc làm việc lớn. Chắc là bỏ đi, ôm đồ bỏ đi rồi. Só com o irmão. Anda com o irmão.
À, thế vậy là tông coi như là tính chuyện ôm đồ cùng với cùng với ông em. Có một chuyện mà mình lâu rồi mình chưa kể cho mọi người nghe là ông em của ông tông ấy mọi người, ông em của ông tông là ông đấy là có vấn đề mọi người. Ông đấy là có vấn đề trộm cắp. Đấy, thì hôm trước thì Maria có bảo mình rồi, Maria có bảo là bác sĩ ơi là ông em của ông tông ấy là có vấn đề đấy. Mọi người bảo là ông này là ông trộm cắp, ông này ông ở dưới huyện ấy, là ông này từng đã bị đi tù rồi mọi người. Ông này đã từng đi tù đâu mấy tháng ấy, ra bao tay đi. Ông này đi tù mấy tháng rồi, thế xong rồi là được ra, thế xong rồi là lại đi ăn trộm, ăn cướp nữa. Thế xong rồi là bảo là xong rồi đấy là đi trốn, đi chạy chứ gì đó. Thế nhưng mà mình đến đây thì mình thấy rất là hiền, thì mình cũng không tin là chuyện đấy có thật, bởi vì mình chỉ nghe qua Maria thôi. Đấy thì mình bảo, thế để xem ông này tình hình thế nào, để cứ để cho ông làm đi xem tình hình thế nào. Vậy bây giờ mà lại nghe thêm tin là các ông ôm đồ đi vậy là có khi là có thật đấy, có khi là kết bè, kết phái, băng đảng này kéo nhau đi đấy. Bây giờ hỏi lại Maria nhé. Maria, có xe scooty cái Irma Đu Tông không? Também alguém só contando-nos que ele já estava preso. Ficou preso, saí. Quando ia no dono, se meter de novo com o grupo, roubar, depois fugir já aqui. Agora não sei se eles voltaram no dono ou foram onde. Ele estava na que preso quando? Quanto tempo? Ano, tipo, e 3 meses. 3 meses? Um ano e três meses. Um ano e 3 meses? Sim, dentro da cadeia. Tinha feito isso. Eles não falaram, nós também é de fofoca. Eles sentam mesmo conosco, mas não nos falam. Já tá agora, estão agora com camará, com tudo, coisa aí. É isso já. Aquela, eu falei. O mais importante ali é a câmera do doutor. Ele pode ir, mas o mais importante é a câmera. Então, ele ouve. Às vezes vou também ter reno, vou ainda lá ver. Pode ser ele tá deixando a câmera. Ngày hôm qua mình vội vàng, thế xong là mình bận á, ở trên viện mình gọi, thế là mình cũng hứa là đưa tiền cho các vị rồi. Các vị bảo là bác sĩ ơi, cái tiền lương tháng trước ấy, thế là vẫn chưa đưa cho các bạn ấy. Thế xong rồi là tiền ngô thì hôm trước đưa rồi mà, tiền ngô thì đưa trước rồi. Thế xong là còn mỗi tiền gọi là tiền lương tháng trước mà trước khi mình sang ấy, thì vẫn đang cầm của các vị ấy. Thế các vị bảo là bác sĩ ơi, là bây giờ là tôi muốn lấy tiền đấy để tôi đóng tiền nhà, tiền thuê nhà, rồi mua đồ thứ cho vợ con ở trên phố ấy. Thế xong rồi là ngày hôm qua thì mình vội vàng mà, bởi vì bệnh viện gọi là mình chỉ chạy qua nhanh ấy, với lại đưa cá đấy, mình chạy vội vàng sang đưa tiền, đưa cá cho các vị ấy. Thế xong chắc là khả năng các vị nhận được tiền, các vị ôm đồ các vị đi rồi đấy. Ah, boa tarde. Dá licença. Boa tarde. Boa tarde. Tarde, né? Sim. Màn trao tiền nhanh chóng để chúng ta phải đi về thôi mọi người ạ. Ma cun đi. 9 mm. 10 mm. Ma cun đi. Já tá pronto. Já. Então depois, mas eu com 5 mil para descontar depois. Quer? 5 mil para descontar depois. Iri, L. Já? Sim. Yeah. 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 Okay. Yeah. Để xem thế nào, để điều tra xác minh lại kỹ càng xem như thế nào nhé mọi người nhé. Hy vọng là cũng không đúng. Hy vọng đây là không phải. Bởi vì là ông Tông thực ra thì ông cũng hiền đấy. Nhưng mà còn ông em kia thì bây giờ là nếu như mà có chuyện này thật thì làm cho mình dễ tin hơn những câu chuyện ngày trước. Bởi vì là mình cũng muốn giúp đỡ các bạn ấy, thế nhưng mà nó hơi bị
Hơi bị không theo ý mình. Mày phải điều tra, không theo ý mình. Xem thế nào. Ra thì những cái đấy mình cũng cho các bạn ấy rồi, chỉ có cái máy quay thôi. Chỉ có máy quay thôi, chỉ máy quay là công vị cầm thôi. Còn thực ra thì cũng chả có cái gì cả. Thì không biết là có thể ông Tông cũng gửi máy quay cho ông Tám không biết. Ông Tám không biết là có gan đi theo ông Tông nữa không biết. Vô xe nào con xin ghi công tác tăng ông Tám. Os dois, quando o telefone deu estragar, os dois também vão estragar. Então, quando estragou dele, também está me estragou. Maria também já ligou para a mulher do Dutão? Sim. Consegui ligar para a mulher do Dutão? Dutão, desde onde tem telefone? Na vizinha dela não tem. E mulher do Dutão falou que estão levando tudo roubado, também anda? Também eu posso ligar para ela, por eu vou falar com ela. Não, eu nem preciso. É pra mãe desse menino. Mãe do Tonilson ali. Pra perguntar como. Mãe do Tonilson de manhã me ligou. Primeiro ligou ontem 19 horas. Ela liga porque quando ela quer falar com o filho, Tonilson, ela liga na Maria ou liga em mim. Antes ligou 19 horas, nós falamos não. Eles foram na cidade, liga pra mulher do Tom. Ela disse também, vai ligar. Agora de manhã, 8 horas, já, 8 ou quase 9. Ligou de novo. Ela falou, Tom, não estão na mulher dele. Já liguei na mulher dele, não está. Não estão ali, eu falei, não estão. Agora, essa hora dá o telefone. Thôi, được rồi, để chúng ta sẽ xác minh cái việc này luôn nhé mọi người. Nói chung là ông Tông, ông nếu như mà chuyện này xảy ra thật thì đúng là ông Tông ông ôm cái máy quay của mình đi là trị giá có tầm máy quay tính ra tiền Việt thì khoảng tầm mười mấy triệu thôi. Mười mấy triệu tiền Việt, đấy là cái giá trị lớn nhất mà các bạn ấy ôm đi. Còn lại thì các bạn chả ôm cái gì cả, ruộng đồng. Không tranh mấy ngày hôm nay mình sang ấy thì các vị làm rất là ngoan thì khả năng là chờ ngoan để nhận tiền xong rồi đi. Mình bây giờ như thế mọi người gọi là mình đoán như vậy nhé mọi người nhé. Làm rất là ngoan này, ruộng đồng sạch sẽ, sạch cỏ các thứ. Không như thế thì mất công làm gì. Cái bộ công của các bạn ấy bỏ ra làm á, nó không bằng cái tiền của bạn ấy nhận được. Kiểu vậy, các bạn ấy quan trọng là nhận được tiền đấy để đi hay là để sử dụng việc của các bạn ấy. Còn cái việc đấy thực ra thì nếu như mà quốc đất cái thứ đấy thì một ngày chỉ mấy trăm quan một người ấy, thì các vị thừa sức các vị bỏ ra các vị làm mà. Thế nhưng mà không hiểu tại sao lại rủ nhau để đi như thế này. Mình sẽ xác minh cái chuyện này, nói chung chưa có nhận định gì đâu. Tóm lại là mới nghe tin như thế thì biết vậy nhé. Mới nghe vậy thì mình biết vậy mình. Ellie, Ellie, Porta thăm anh. Nós não vê, não sei. Dá só falar levar tudo. Depois quer que perguntar bem também criança. Ah. Olha, liguei, não tá entendendo as crianças. Não tá entendendo. Criança, mais criança em casa, ele encontra, não é? Então vamos passar a casa a perguntar. Sim. Antônio, pronto, como é? Vamos ir lá. Ừ, tí nữa chúng ta về nhà chúng ta xem chính xác nào nhé. Não. Ontem ele pediu dinheiro, anteontem. Anteontem ele pediu dinheiro. Ele pediu que saia do mensal dele. Ele falou que precisa de dinheiro para arrendar casa na cidade. Ontem eu saí aqui, levar lá com que cacuço. E dinheiro, tudo dinheiro ele, eu dou. Do Tam, do Tom. Pode ser quando ele irá receber tudo, então ele foi. Então ele só estava esperando receber salário. Já. Daí. Rồi, rồi nhá. Rồi, để xem nào. Já tôi deu ăn xong rồi đây. Repouso um pouco, vamos voltar a casa a perguntar a criança. Que? O Tom, quando ontem foram à noite, às 18 horas, levaram um saco assim. Não vimos, sei que é só vimos na cabeça. Você não pergunta? Não. Nós saímos assim, a sair daqui. Quando chegamos já na estrada asfaltada, eles já estavam a distância daqui, até na Mafumeira. Nós é só que demos conta, aquele Tom, aquele Tom. Tom, tá em onde? Tá na cidade. Ah, tá bom, vamos bem. Não, ela a forma dela responder também. Eu tava muito estranho. Ela respondeu, é o quê? Các vị, tóm lại, chỉ muốn làm một thời gian để có một chút tiền. Thế xong rồi lại lang bạt, kiểu vậy. Chỉ cần một chút tiền để lang bạt thôi.
Hiện tại chúng ta đi sang bên nhà Antonio nha mọi người nha. Hỏi xem tình hình là mấy đứa trẻ con gặp Tông cái thứ như thế nào nha mọi người nha. Ê giời, Quỳnh con kìa. Ê giời, hôm nay làm gì có bánh quy đâu. Hôm nay có bánh quy đâu hả? Hôm nay có bánh quy đâu. À, đi vào trong này để hỏi thăm tình hình mấy đứa trẻ con xem nào. Tí xong tí sang xem cửa nha. Bota đi. Bota đi. Tu đu vay nha ki, senta ki. Mình vay. Tu đu. Tu đu vay nha ki, tu đu senta. Senta ra. Senta. Senta. Hoje em contra tông. Eles vieram, tiraram todas as coisas, deles foram na cidade. Foram na cidade? Sim. Não falaram nada? Não. Quem anda com eles? Gildo. Sim. É Gildo? Sim. Ah, na Gildo, ah. Gildo. Na Gildo, hein? Gildo mesmo. Ah, đây là Gildo, giúp bà Gildo là thanh niên ở trong xóm xóm rừng này nha mọi người nha. É, foram quando? Eles só chegaram. Vieram 13 horas. Vieram as coisas, meteram na quarta fora. Tudo, tudo. Sim. Não ficou nenhuma. Na casa não tem lá ninguém. Quem não vai lá perguntar tão, ah? Só deixou o cão dele. Só deixou o cão? A tão de lá é um chó. É um chó, ah. Ninguém pergunta tão, ah? Nós devemos perguntar, ele não estava a responder. Ele não responde? Não. Não responde nada? Sim. Você pergunta como que ele não responde? Eu perguntava, você já está aí vivendo na cidade, ele não respondeu. Ah, é? Sim. À, thế là mấy đứa trẻ con hỏi Tông cũng không thèm trả lời mọi người. Thì chắc là có vấn đề thật rồi. Thế là lúc nãy đi đường sang bên này Antonio cũng có kể là bảo mấy từ hôm qua là thấy Tông trả lời nghe có vẻ là cũng có gì đấy khác lạ. Maria gọi là cũng trả lời trống không lắm. Thế bây giờ đi sang xem nhỉ. Anh đi đâu để xa xa vì? Na casa. Không. Anh đi xa xa casa. Ele andava fechado com dois colhados, um bom e um estragado. Agora o bom. Com estragado, o bom. Ah, deixar com estraga? Sim. Levar com carregado ele? Levou sim. O bom e deixou estragado. Ah, levou đâu? Sim. Ah, thế là cầm luôn mấy cái chìa khóa đẹp. Ah, tá bom, yeah, obrigado. Thế là mấy đứa trẻ con kể là Tông cầm luôn mấy cái chìa khóa ngon đi. Để lại mấy chìa khóa dở. Bota đi. Yeah. Bota đi. Daku, daku. Por favor. Ồ, lấy hết thật rồi. Chăn đệm lấy hết thật rồi. À, mở được này. Mở được. Cửa kia mở được kìa. Você encontra tông say aqui? Sim, sim. É? Đây đây, mở được cái này. À, mọi người vào xem em nhé. À, thế à. Đang còn nồi mà. Ceramale. Sao nồi đang còn đi? À, đèn nướng nữa mặt trời vẫn còn mà. Nào, đi đi vào trong là Quỳnh nè. Số công sao? Em nhìn này vô số công sao? Có hôpa. Hôpa. Sim, hôm nay coi trả lời. Sao bây giờ đi vào trabalho, vào đây vào công. Quỳnh vào đây, vào cho mọi người xem. Sao lộn xộn thế? À, can cái thứ thì để lại này, can cái thứ để lại nha mọi người. Còn cái giường này thì tất nhiên thì giường này ngày trước các bạn làm thì không bê được giường đi rồi. Để lại mấy cái nồi nhưng mà nồi thì hỏng rồi. Mấy cái bát. Chắc là của Tám. Chắc của Tám. Tám có không? Bên Tám thì chắc là ok. Số man lưu tông đấy. Yeah. Bên Tám thì vẫn còn nguyên quần áo. Khả năng tông với ông em mọi người, khả năng tông với ông em đi thật đấy. Ông em về đây là mời ông anh đi làm những cái phi vụ lớn hơn chắc. Để xem như nào. Nói chung là chưa đánh giá được chắc chắn đâu. Thế nhưng mà tất cả các sự việc xảy ra thì mình sâu kết lại thì cũng có thể là đến 90% là như vậy đấy mọi người ạ. Đấy, bọn đến bọn trẻ con còn bảo là Tông lấy hết những chìa khóa, lấy hết những cái khóa ngon, khóa đẹp đi. Còn để lại cái khóa dở này. Đấy.
Tông nào phan nada cũng đa cổ. Não, não. Andy também não conversa. Não, não. Você encontra ele levar tudo coisa mais você não fala. Sim. Você não pergunta a ele. Eu? Não, não lhes perguntei. É? Sim. Então o dou de tat. Eu até não despediram ninguém. É? Não sim. Despedi ninguém. Sim. Então por isso estão já aí. Ontem ele já recebeu tudo, tudo o dinheiro. Sim. E ele. Me deve o Manuel. Que? Ele deve. Rồi, bên vậy nha mọi người nha. Tình hình là chúng ta biết thông tin là như vậy đã, để chúng ta sẽ xác thực thêm. Ok nha. Để xem xác thực cho chắc chắn xem thế nào đó mọi người ạ. Quỳnh nha, có gì sai sai nha, chỉ chơi mấy đốc to rì thôi nha. Fatima vesti camisa. Nha Fatima. Con chỉ thân. Então não responde nada com criança. Volta ali no outro, tá sozinho. Você também, mas você já sabe, tá girando assim pra quê? Não, não vai chamar esse aqui. Não, esse daqui é só na porta do quem? Do Tami. O Tami até lá já não tem nada ali, né? Mas, vimos lá, tem lá um... Alguma. Então ele vai voltar. A roupa dele daqui mesmo tá lá. Então ele vai voltar. E meio bar dele é jinguba. Tipo, o Tom que tirou a jinguba e meteu lá. Ai, isso é pecado. Ele deixou meu bar de sol. Meio bar de sol. Então é muito malandro. Deixa que sou bar de jinguba. Ah, lúc đấy mình vào mình không nhìn kỹ. Thế Antonio còn nhìn kỹ thấy bảo là để đấy nửa xô lạc cho tám à. Mấy ông này hay phết nhỉ, mấy ông đồ chung nhau, tiền nhận đấy là giữ hết, tông giữ hết mà, tông giữ hết tiền, 95.000 tiền đấy bữa vừa rồi đó, tiền bán ngô ấy. Boa batata. Você come essa primeira vez? É, primeira vez eu comi. É. Tá doce. Bem doce. Parece maçã. É. Anh nhân táo à. Antonio como que ele que família como agora você apresenta agora? Olha, só vem hoje. Mora onde você? Mora em Dalatandu. Dalatandu, mais hoje. Lá no, na cidade, no Talade. Então tem que já passar aqui muito, Antonio já que apresenta essa. Eu vi. Gostei do Rio. É. Bom trabalho que fizeram. Yeah. Antonio người nhà nay mới thấy giới thiệu cho củ đậu và ăn củ đậu ngon. Hôm nay mới xuống mà. Mas é antes on tá nhiều cà vô uma kì. Não sei nada. Igual que bebe água do rio. Não tava doce. Mesmo assim não tá ainda bem, não tá mesmo ainda.